Khi khó khăn, vợ chồng luôn sát cánh, nhưng lúc khá lên, người chồng lại thấy lòng. Em có công nhận với anh á, từ lúc anh đổi bạn, nhà mình đổi giận không? Nhà mình khá giả lên liền, thấy không? Được thì mình đổi thôi. Khi anh chồng ảnh bước sang một lĩnh vực mới thì tất nhiên anh sẽ có những cái mối quan hệ ngoại giao, mà một khi có thì tất nhiên nó phải thay đổi một chút xíu. Dâu đổi bạn sang đổi vợ có phải lúc nào cũng đúng? Hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung để mà cùng chia sẻ với nhau. Tại vì hai vợ chồng là giống như là hai người cùng đồng hành với nhau trên đường đời vậy. Nếu mà cái hoàn cảnh sống của hai người đã cùng thay đổi, mà anh chồng ảnh có cái ưu tiên công việc nhiều hơn, thì mình cũng nên dành một ít thời gian mình tham gia vào công việc của chồng, đi gặp gỡ đối tác một chút xíu. Cái câu mà giàu đổi bạn sang đổi vợ ấy, là dân gian nói để nhắc nhau rằng là sẽ xảy ra đó. Làm thế nào để chuyện này không xảy ra trong hôn nhân của mình? Đừng bỏ lỡ những gợi ý sẽ có ở Quyền năng phái đẹp, chủ đề giàu đổi bạn sang đổi vợ lúc 19:15 phút ngày 18 tháng 2 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.